Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, ACV, đã phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư khoảng 10.873 tỷ đồng, công suất 20 triệu hành khách một năm. Khi hoàn thành, dự án và các công trình phụ trợ đồng bộ, phục vụ khai thác nội địa tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đáp ứng yêu cầu khai thác, phù hợp với quy hoạch và phân chia sản lượng khai thác với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giảm tải cho nhà ga T1 hiện đang quá tải, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án dù bắt đầu triển khai từ tháng 12 năm 2022 nhưng đến ngày 31 tháng 8 năm 2023 mới có thể khởi công gói thầu chính, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3. Hợp đồng có hiệu lực từ 15 tháng 10 năm 2023, thời gian thi công theo hợp đồng là 20 tháng, hoàn thành ngày 15 tháng 6 năm 2025. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tại buổi thăm và làm việc ngày 12 tháng 2 năm 2024 tại công trường dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, xác định lại đường răng, có giải pháp thi công để rút ngắn tiến độ 2 tháng so với hợp đồng. Quyết tâm phấn đấu đưa công trình về đích vào đúng dịp 30 tháng 4 năm 2025, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho hay, hiện nay phần xây thô công trình đã hoàn thành, đang gấp rút triển khai công tác hoàn thiện kiến trúc, xây dựng, nội thất và lắp đặt trang thiết bị, tổng khối lượng chung đã đạt khoảng 70% toàn dự án. Ghi nhận tại nhà ga T3 những ngày cận lễ 2 tháng 9. Việc thi công đang diễn ra tấp nập với hàng trăm công nhân kỹ sư trên công trường. Hạng mục chính phần thô nhà ga T3 đã hoàn thành 100% khối lượng công việc với 112.000m2 sàn. Các hạng mục lớn khác cũng đã hoàn thiện 100% phần thô như nhà để xe gồm 2 tầng hầm, 4 tầng nổi 130.000m2, sân đỗ máy bay hơn 4.700m2, nhà cơ điện, trạm xử lý nước thải. Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, hiện nay vừa qua khó khăn lớn nhất là mặt bằng thi công chật hẹp, các nhà thầu trên công trường đã sắp xếp và huy động gần 2.500 công nhân, kỹ sư, cùng hàng trăm máy móc thiết bị thi công ngày đêm. Áp dụng các công nghệ tiên tiến cũng vô cùng quan trọng để rút ngắn tiến độ thi công. Bởi vậy, đã hoàn thành xuất sắc đợt thi đua kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 2024 vừa qua. Đạt mục tiêu hoàn thành bê tông cốt thép phần thô các hạng mục lớn. Hiện nay, hạng mục mái tôn đang được nhà thầu tích cực thi công, đảm bảo hoàn thành tiến độ 2 tháng 9 đã đề ra. Các hạng mục hoàn thiện khác như vách bao tre, cửa điện cũng đang được tích cực triển khai lắp đặt, theo đó sẽ thi công ngày đêm xuyên lễ Quốc khánh. Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất gồm 4 hạng mục chính: nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không, hệ thống cầu cạn trước nhà ga và sân đỗ máy bay. Khi đưa vào vận hành khai thác, sẽ là nhà ga có quy mô phục vụ khách quốc nội lớn nhất nước, nâng tổng công suất khai thác ở sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách mỗi năm, cùng với 2 ga T1 và T2 hiện hữu.